Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Người Mỹ mất hàng chục triệu Mỹ Kim vì bẫy lừa đảo việc làm trên mạng Internet. Bằng cách hứa hẹn mang lại công việc có thể kiếm tiền từ xa, những hỏa tiễn đảo nhắm vào nhóm người bị thất nghiệp do đại dịch COVID-19. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, người Mỹ bị lừa mất 86 triệu Mỹ Kim do các trò giả mạo cơ hội việc làm trong quý 2 năm 2022. Ngoài ra, 21.600 vụ được báo cáo với khoảng 1/3 trong số đó bị tổn thất tài chính. Rhonda Perkins, luật sư kiêm chánh văn phòng bộ phận thực hành tiếp thị của FTC, cho biết lừa đảo có liên quan đến tuyển dụng là một vấn đề dai dẳng. Từng đã bùng lên vào năm 2020 khi bọn tội phạm lợi dụng những người bị mất việc do COVID-19. Thông qua nhiều hình thức, trong đó có nền tảng Link, những kẻ xấu có thể đóng giả là nhân viên hoặc cơ quan có thẩm quyền, đề nghị nạn nhân nộp một khoản phí cho các dịch vụ của chúng. Với lời hứa có thể kiếm tiền tại nhà, nhóm người này khiến cho con mồi phải thực hiện theo. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI, một số dấu hiệu cảnh báo cần chú ý trong tiến trình tìm việc là nhà tuyển dụng liên lạc với ứng cử viên thông qua các miền email không phải của công ty. Cuộc phỏng vấn không được thực hiện trực tiếp mà trên một ứng dụng hội nghị từ xa, yêu cầu mua thiết bị hoặc trả tiền cho việc sàng lọc lý lịch, v.v. Công ty Link với chức năng Easy Apply cho biết họ có nhiều nguồn tài nguyên để giúp cho người tìm việc phát hiện và tránh bị lừa đảo. Phát ngôn viên của Link nói rằng hồ sơ giả mạo và hoạt động gian lận là chống lại chính sách về người dùng và nền tảng Link sẽ sử dụng biện pháp bảo vệ tự động và thủ công để phát hiện cũng như giải quyết các vi phạm. Lạm phát càng tăng cao thì càng có thêm nhiều người Mỹ nghèo đói và thiếu ăn. Tình trạng nghèo đói, thiếu ăn là một vấn đề đối với chính quyền của ông Biden. Ông đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tòa Bạch Ốc về nạn đói sau 50 năm và cam kết xóa bỏ tình trạng nghèo đói ở Hoa Kỳ vào năm 2030. Giá thực phẩm tăng cũng đang ảnh hưởng đến những người sống nhờ vào tem phiếu thực phẩm. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cơ quan quản lý các quyền lợi của người dân cho biết, trong năm 2022, phiếu thực phẩm có giá trị trung bình 230 Mỹ Kim cho mỗi người hưởng trong một tháng. Tình trạng thiếu lương thực đối với các gia đình có con nhỏ tăng hơn 16% vào tháng 7. Theo một cuộc khảo sát của Cơ quan Điều tra Dân số Hoa Kỳ, gần 1/5 gia đình cho biết thỉnh thoảng hoặc thường xuyên không có đủ thức ăn. Cho đến gần đây, tình hình có vẻ đang được cải thiện. Tình trạng thiếu đói giảm bớt vào năm 2021, một phần do các biện pháp cứu trợ đại dịch COVID-19. Nhưng một khi chính sách hỗ trợ giảm bớt, các nỗ lực ngăn chặn nạn đói nghèo cũng bị giảm theo. Không riêng gì những gia đình có con nhỏ, mà những người sống độc thân cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát. Do tác động của lạm phát và giá nhà tăng, khoảng cách về tài chính giữa người độc thân và các cặp vợ chồng tại Hoa Kỳ đang ngày càng chênh lệch. Trong đó, phụ nữ độc thân phải đối mặt với những trở ngại do giới tính. Phân tích của Wall Street Journal cho thấy khoảng cách tiền lương theo giới tính bắt đầu tăng lên sau 3 năm tốt nghiệp đại học. Phụ nữ cũng sống lâu hơn đáng kể so với nam giới, gây thêm áp lực trong việc họ phải lo cho cuộc sống nghỉ hưu chỉ có một mình. Cháy rừng sẽ là mối đe dọa mới đối với các tiểu bang miền Đông Nam của nước Mỹ. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, Nathead, một cộng đồng yên tĩnh ven biển thuộc North Carolina, miền đông của Nam nước Mỹ, đang đối mặt với hàng loạt mối đe dọa vì biến đổi khí hậu, từ những cơn bão mạnh cho tới nước biển dâng cao và lũ lụt. Theo kết quả cuộc khảo sát dân cư tại thị trấn nghỉ dưỡng ven biển này, về khả năng hồi phục của tiểu bang được công bố vào tháng 5, gần 80% người được hỏi cho biết họ từng bị ảnh hưởng do lũ lụt hoặc dòng bão. Tuy nhiên, trong trường hợp nhiệt độ toàn cầu gia tăng, ngoài việc hứng chịu mối đe dọa mực nước biển dâng cao, Nathead còn đối diện với nguy cơ mới, đó là cháy rừng. Các tiểu bang miền Tây, trong đó có California, đang phải học cách thích ứng với các đám cháy rừng thảm khốc vì thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp và các đợt gió mạnh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giờ đây các mối đe dọa tương tự đang âm thầm lan rộng trên khắp Hoa Kỳ. Kể cả tất tiểu bang miền Đông vẫn được cho là không có nguy cơ đáng kể.
North Carolina ghi nhận 5.151 vụ cháy đất hoang trong năm 2021, cao thứ 3 trên cả nước, chỉ sau California và Texas. Vào tháng 3 năm nay, hàng trăm hecta đất bị thiêu rụi tại khu vực cách cộng đồng Nathead không xa. Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia cho biết North Carolina xếp thứ 23 trong danh sách các khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng, với 10.500 hecta bị thiêu rụi trong năm 2021. Nhiệt độ toàn cầu đến nay tăng hơn 1.2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong khi đó, việc sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá, nguyên nhân chính khiến cho trái đất ấm lên vẫn tiếp tục gia tăng, bất chấp các cam kết giảm phát thải. Người đẹp gốc Philippines đăng quang Hoa hậu Hoa Kỳ Miss USA 2022. Theo Insider vào tối 30 tháng 10, cuộc thi Miss USA, Hoa hậu Hoa Kỳ tìm được người chiến thắng là cô R. Bonnie Gabriel. Cuộc thi được tổ chức tại Grand Sierra Resort and Casino, thành phố Reno, tiểu bang Nevada. Cô R. Bonnie Gabriel được đương kim Hoa hậu Ali Smith trao vương miện trên sân khấu. Trong phần thi ứng xử thì Gabriel có phần trả lời trôi chảy về vấn đề biến đổi khí hậu. Cô mong muốn dùng tiếng nói, lối sống và sự nghiệp của Hoa hậu thành công để tạo nên sức ảnh hưởng. Cô R. Bonnie Gabriel có cha là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế thời trang tại Đại học Bắc của Texas. Hiện tại công việc chính của cô là nhà thiết kế thời trang bền vững. Trước khi trở thành đại diện của Hoa Kỳ tại Miss Universe, cô đã thử sức ở nhiều cuộc thi hoa hậu cấp tiểu bang. Năm 2020, cô lần đầu thử sức cuộc thi sắc đẹp và vào top 5 của Miss Karma. Một năm sau, cô tranh tài tại Miss Texas USA với tư cách là Miss Harris, nhưng không thành công. Năm 2022, với tư cách là Miss Friendwood, cô trở lại đấu trường Miss Texas 2022 và giành chiến thắng. Người đẹp trở thành Hoa hậu người Mỹ gốc Philippines đầu tiên ở Texas. Chiến thắng Miss Texas giúp cô có quyền đại diện tiểu bang Texas tại cuộc thi Miss USA 2022. Người đẹp giành chiến thắng đồng thời ẵm giải phụ trang phục tiểu bang đẹp nhất. Cô là Hoa hậu người Mỹ gốc Philippines thứ hai sau cô Marcel Wilson năm 1962. Sắp tới, người đẹp sẽ đại diện chủ nhà Hoa Kỳ tại cuộc thi Miss Universe diễn ra tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Cô R. Bonnie Gabriel sẽ là đối thủ của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh. California xuất hiện nghi can giết người hàng loạt ở miền Bắc California. Trong những tháng gần đây, một nghi can giết người hàng loạt có thể đã phục kích 5 người đàn ông tại thành phố Stockton, miền Bắc của California, và đã bắn chết họ trong bóng tối. Theo New York Times, không nạn nhân nào bị cướp hoặc bị đánh đập trước khi bị giết. Hôm thứ Hai 3 tháng 10, ông Joseph Silva, cảnh sát trưởng thành phố Stockton, cho biết tất cả 5 vụ sát hại đều diễn ra trong bán kính vài km và dường như các nạn nhân không quen biết nhau. Các vụ sát hại dường như cũng không liên quan đến băng đảng hoặc mua bán ma túy. Cùng ngày 3 tháng 10, cảnh sát thành phố Stockton công bố treo thưởng 95.000 Mỹ Kim cho người cung cấp thông tin có liên quan đến nghi can. Cảnh sát cũng công bố hình ảnh về một nghi can mặc đồ đen và đội mũ lưỡi trai xuất hiện trong các video từ một số hiện trường vụ án. Sự việc mới nhất xảy ra lúc gần 2 giờ sáng 3 tháng 10, một người đàn ông 54 tuổi bị bắn trong khu dân cư phía bắc trung tâm thành phố. Nạn nhân trẻ nhất mới 21 tuổi, tất cả 5 vụ án mạng đều không được camera ghi lại. Ông Silva cho biết chúng tôi không có bất kỳ video nào cho thấy ai đó cầm súng hoặc thực sự phạm tội. Tuy nhiên, một số đoạn video và đường đạn cho thấy 5 vụ giết người có liên quan đến nhau. Tất cả 5 người đàn ông đều bị bắn bởi một khẩu súng. Ông Silva nói thủ phạm là một kẻ giết người hàng loạt. Thủ phạm tìm kiếm cơ hội ra tay và không may là các nạn nhân đã ở một mình trong bóng tối. Cảnh sát cho biết các nạn nhân đều bị sát hại khi đang đi bộ một mình, hoặc ở bãi đậu xe vào buổi tối hoặc lúc sáng sớm. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng có nhiều thủ phạm.